Xác định cái tổn thương đúng như những cái gì mà chúng tôi đã thực nghiệm của tôi ở 3D, là kể cả về vị trí tổn thương, kích thước tổn thương phù hợp với hai chẩn đoán. Vì là mổ nội soi nên chỉ cần hai vết rạch nhỏ và thực hiện trong 2 tiếng. Ca mổ vào buổi sáng thì buổi chiều chị đã có thể ngồi dậy và được hướng dẫn tập đi. Đấy là rất là hạnh phúc khi ca mổ của tôi được thành công. Và vui mừng khi trở lại như cuộc sống bình thường, đi lại nó dễ dàng, nó thoải mái. Cùng với ứng dụng công nghệ 3D và chẩn đoán điều trị và lên phương án phẫu thuật, Bệnh viện Tâm Anh cũng là nơi đầu tiên tại Việt Nam triển khai thường quy mổ nội soi khớp háng, một trong những kỹ thuật phức tạp nhất của chuyên ngành chấn thương chỉnh hình.